Quán cà phê này bắt đầu hoạt động từ tháng 10 năm nay. Chị Lisel, chủ quán cà phê, cùng với 6 nhân viên khuyết tật khác đã gây ấn tượng với khách hàng nhờ kỹ năng pha cà phê xuất sắc. Cà phê của họ rất ngon, không gian quán không lớn nhưng trang trí rất ấm cúng. Chị Ly, chủ quán, bị mất thính lực khi còn nhỏ và từng làm nhân viên nhập dữ liệu cho đến khi tham gia một lớp học pha cà phê dành cho người khuyết tật. Lần đầu tiên nhìn thấy mọi người pha cà phê, tôi đã rất ấn tượng và quyết định mở cửa hàng cà phê của riêng mình vào một ngày nào đó. Nhờ quyết tâm của bản thân và sự hỗ trợ của nhiều người, chị Ly đã biến ước mơ của mình thành hiện thực. Ngoài ra, chị cũng thuê 6 nhân viên khiếm thính và khuyết tật làm việc cho quán. Một số người khuyết tật như chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Vì vậy, tôi muốn giúp họ để họ được đào tạo tại quán cà phê của tôi và làm việc với tôi. Những nỗ lực tận tâm của chị Ly đã giúp quán cà phê được nhiều người biết đến, số lượng đơn hàng cũng tăng lên. Chị mong rằng quán ngày càng phát triển, mở rộng để giúp đỡ được nhiều người khuyết tật hơn.